chào tất cả các bạn. Những màu áo sơ mi tuổi trung niên luôn là chủ đề rất được quan tâm trong năm 2021 vừa qua. Nhưng bước sang 2022, những kiểu áo sơ mi vẫn chưa hề thoát. Từ cách ăn mặc chọn kiểu chất liệu sao cho thích hợp mang lại sự nhã nhặn, lịch sự và hợp thời trang cho tuổi trung niên. Nhưng phải dễ mặc thì không còn là chuyện thuần túy. Vừa qua làn sóng thời trang trung niên tạo nhiều sự mới mẻ trong phong cách ăn mặc, vừa mang lại sự trẻ trung khỏe phải mà bất kỳ người nào cũng có thể tiện dụng sở hữu. Đầu tiên các làn sẽ giới thiệu màu áo sơ mi in hoa. Áo sơ mi này không chỉ đẹp mà còn tạo sự ấn tượng bởi những hoa tiết in vô cùng độc đáo. Đấy chính là điểm nhấn tạo nên sức hút và nét đẹp riêng cho màu áo này. Phần cổ được thiết kế dạng cổ tàu nên luôn mang lại sự thanh lịch và quyến rũ cho người mặc. Kiểu dáng tay lờ mang lại sự thoải mái và kiểu áo này cũng rất là dễ mít đồ. Do vậy bạn sở hữu có thể lựa chọn nó để mặc cùng với quần thô, quần jean đều rất là phù hợp. Thứ hai đó chính là màu áo sơ mi dạng thùng. Màu áo sơ mi dạng thùng này tạo nên sự vượt bậc cho những quý cô trung niên. Đặc trưng của những chiếc áo trung niên này là màu sắc rất là thích hợp với lứa tuổi trung niên, vừa nên nà, vừa là thanh lịch mà cũng rất đẹp trung tươi sáng. Kiểu áo trung niên sang trọng này sẽ giúp cho những bà, những cô cảm thấy tự tin hơn lúc đi sự kiện hay là đi tiệc hay là đi chơi. Mặc những chiếc áo này đi vào phố, đi chơi hay đi sự kiện, đi dự tiệc đều giúp bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Kiểu áo này không những giúp che đi khuyết điểm thiếu sót của vóc dáng đã phần nào cảm thon gọn hơn trước mà còn rất là tôn da. Thiết kế cổ tay của những chiếc áo sơ mi trung niên này luôn là sự lựa chọn kỹ lưỡng dành cho cả người cô. Trong kiểu cổ áo này vừa dịu dàng vừa thanh nhã mà nữ tính. Do vậy mà nếu bạn đang băn khoăn không biết nên chọn màu áo nào thì tham khảo ngay những màu áo in hoa hoàn thiện này để mặc nhé. Chị em nên lưu ý là lúc lựa chọn những y phục cho lứa tuổi trung niên, chị em cần phải biết cách khéo léo chọn lựa. Bởi bước vào độ tuổi này thì y phục đòi hỏi lịch sự vậy là chọn lựa kỹ càng, đảm bảo sự thanh lịch và sự kín đáo. Thank you.